Thưa quý vị, thưa các bạn, việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân là rất quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, do nhận thức chưa đầy đủ, tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả nên kết quả đạt được vẫn chưa thực sự tương xứng với chủ trương của đảng đề ra. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục hôm nay thông qua buổi tọa đàm quản lý tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Ý Yên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Từ nhiều năm nay, những buổi giao ban đầu giờ sáng của Công ty Cổ phần Xây dựng Đình Văn, xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên đều có sự tham dự của bí thư chi bộ và ban lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn và các đảng viên phụ trách trong dây chuyền sản xuất. Tại đây, những chủ trương, kế hoạch và những ý kiến đóng góp cho sự phát triển của công ty đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ. Mọi đảng viên đều thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên trong mọi khâu sản xuất. Chính sự đoàn kết của 28 đảng viên công ty đã tạo nên một doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và các tỉnh lân cận với mức lương ổn định, thực hiện đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Riêng xây dựng để phát triển đảng của cấp ủy và hai nữa chi bộ chúng tôi là hàng năm là phát triển từ 1 đến 2 đảng viên. Và trong chi bộ chúng tôi thì phải nêu cao cái tinh thần đoàn kết. Và nêu cao được cái tinh thần đoàn kết ấy thì góp phần vào cái sự phát triển của công ty là càng ngày càng lớn mạnh. Thì hiện nay công ty chúng tôi thì sản xuất, kinh doanh trên đa lĩnh vực thì phát triển rất tốt. Rất tốt thì đều cũng phải có sự đóng góp của chi bộ, của các đồng chí đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Và mô hình chúng tôi làm việc ấy, chủ tịch hội đồng quản trị là bí thư và chủ tịch công đoàn là phó bí thư, thì giao nhiệm vụ cho đồng chí như vậy là chủ tịch công đoàn là phó bí thư thì để đảm bảo cái quyền lợi nghĩa vụ của người công nhân đối với doanh nghiệp, và đối với doanh nghiệp là ông chủ tịch hội đồng quản trị cũng phải có trách nhiệm với công nhân. Thì nghị quyết của chi bộ chúng tôi đưa vào thực tế rất là tốt. Lương của chúng tôi bình quân là hiện nay được khoảng 7 triệu trên một người. Nhưng đặc biệt thì có đồng chí tới 10 triệu và đồng chí 11 triệu. Huyện Ý Yên hiện có 11.899 đảng viên sinh hoạt ở 74 tổ chức cơ sở đảng. Có trên 700 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định việc phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, huyện Ý Yên luôn quan tâm công tác xây dựng đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài nhà nước hàng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, các đơn vị kinh tế tư nhân đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình, làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và người lao động. Tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân cũng phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp, lãnh đạo đảng viên, người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Song song với việc tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, Đảng bộ huyện Yên đã triển khai chỉ thị số 33 ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng, các đơn vị kinh tế tư nhân và luôn xác định vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và cầu nối phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp, đồng thời là hạt nhân chính trị lãnh đạo động viên đảng viên người lao động tích cực sản xuất kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay trên địa bàn huyện Ý Yên có trên 700 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, nhưng số doanh nghiệp có tổ chức đảng còn rất thấp. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của tổ chức đảng. Mặt khác, việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân còn có những hạn chế. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Hải, xã Yên Tiến, sản xuất hàng mây che đan xuất khẩu với hơn 200 công nhân, có đến 70% là nữ, nhưng hiện nay công ty vẫn chưa có tổ chức công đoàn. Trên doanh nghiệp là có khoảng hơn 200 người lao động tại chỗ và khoảng 300 người đang tại dưới làng nghề. Thế thì cái lực lượng chính ở cái doanh nghiệp thì về cơ bản là nó có hai dạng, một là 50-50 là già và trẻ. Thế thì cái lực lượng già là cũng có một số là đảng viên ở đấy, mà do là thật ra là về
về nhìn nhận về cái góc nhìn về cái đảng viên này thì thật ra là từ trước là doanh nghiệp cũng chưa hiểu sâu hết về nó đấy. Thế thì qua cái buổi tọa đàm này thì về cơ bản thì cũng sơ sơ bộ thì cũng hiểu hình dung ra, thì về cơ bản thì là các anh đã doanh nghiệp mà đã có chi bộ rồi thì mới hiểu được cái thuận lợi khó khăn đấy, nhưng mà do là doanh nghiệp cũng chưa có chi bộ thì cũng chưa biết là như nào cả đấy, cho nên là cái này thì sau đó thì sẽ có cái hướng dẫn cụ thể rồi là như nào đấy. Thì về mặt chủ trương thì về doanh nghiệp là cũng rất là hưởng ứng cái việc mà thành lập chi bộ trong các doanh nghiệp. Thực tế trên địa bàn huyện Ý Yên có doanh nghiệp tư nhân nung nấu thành lập chi bộ đảng như công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Mai, xã Yên Tiến. Mặc dù doanh nghiệp tư nhân này thành lập tổ chức công đoàn từ rất sớm và mong muốn của doanh nghiệp là được các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể để có thể thành lập được chi bộ đảng sớm nhất. Bản thân tôi và đã gắn bó công tác với công ty tập đoàn Hoàng Mai 20 năm nay và nung nấu ý định của anh Mai là cũng thành lập một chi bộ đảng ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng có những lúc tưởng chừng như đã thành lập được rồi nhưng lại cũng thôi, nó do nhiều nguyên nhân khách quan có, chủ quan có. Và đến thời điểm bây giờ anh Mai vẫn có một ý định nung nấu đấy. Anh em ở đây cũng thông tư tưởng là cũng muốn được là đứng trong đội ngũ hàng ngũ của đảng. Tôi hy vọng là sẽ được thành lập được rất nhiều chi bộ đảng trong doanh nghiệp tư nhân, thành lập một cái chi bộ mẫu, kiểu mẫu và để chúng tôi noi theo, để chúng tôi học tập và noi theo và để có những các đường hướng, các bước đi để tiến tới là thành lập được một chi bộ đảng. Để nâng cao công tác xây dựng đảng, quản lý tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại huyện Ý Yên, Trường Chính trị Trường Chinh đã phối hợp với huyện ủy Ý Yên tổ chức buổi tọa đàm quản lý tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Ý Yên. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung trao đổi vào các nội dung công tác tham mưu quản lý tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện Ý Yên, công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân, phối hợp trong công tác tuyên truyền bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Khi mà chỉ thị 33 của Bộ Chính trị được ban hành thì các ban đảng cũng như ban tổ chức đã, văn phòng huyện ủy cũng đã tham mưu cho ban thường vụ là sau gửi toàn bộ nội dung của chỉ thị để xuống tất cả cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng để quán triệt đến tổ chức cơ sở đảng, đến đảng viên trong toàn đảng bộ chi bộ cơ sở, thì để nắm được các cái nội dung cụ thể và triển khai thực hiện. Còn riêng đối với các cái văn bản mà có gọi là mang tính chuyên đề thì đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có một cái văn bản mang tính chuyên đề nào. Trên cơ sở những cái khó khăn vướng mắc như vậy, khó khăn vướng mắc từ phía doanh nghiệp, rồi khó khăn vướng mắc từ phía lao động trong cái việc phát triển tổ chức đảng cũng như là đảng viên, thì theo tôi nghĩ thì qua quá trình xem xét, tìm hiểu thì theo tôi nghĩ cái khó khăn mà lớn nhất đó chính là cái nhận thức trong của đội ngũ chủ doanh nghiệp và cũng như đội ngũ cán bộ, người lao động. Bây giờ như chúng ta thường hay nói là tư tưởng mà không thông thì vác bình tông cũng nặng, cho nên là cái nhận thức thì là quan trọng, mà làm sao là phải nhận thức phải thông suốt là về cái vai trò của đảng trong hoạt động của doanh nghiệp thế nào, rồi khi mà vào đảng thì người lao động thế nào. Thì cái này thì theo tôi nghĩ là cái khó khăn lớn nhất là phải nhận thức, và trong thời gian vừa qua thì ban tổ chức cũng như ban tuyên giáo huyện ủy cũng có nhiều cái giải pháp, ví dụ như trong công tác tuyên truyền, rồi thông qua các cái hội nghị, rồi thông qua sinh hoạt. Thì tôi nghĩ là trong thời gian tới thì cũng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền nhằm sao là nhận thức đúng đắn hơn cái vị trí vai trò của tổ chức đảng cũng như là đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. Hội nghị tọa đàm như thế này là cơ hội để các địa phương trao đổi, đề xuất những cách thức, biện pháp để tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, đóng góp hiệu quả vào hoạt động phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Búa Liềm Vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định. Xin kính chào và hẹn gặp lại!